quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Loan. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách. Khiet Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến. Các bạn đang đón nghe chương mục Điểm hẹn văn hóa các bạn ơi trong tuần vừa rồi thì khánh nhi đã giới thiệu với các bạn về triển lãm ngọc ở tại hoa liên cũng như là giới thiệu về quê hương ngọc ở tại lầy loan tức là huyện hoa liên ha và qua đó cũng đã giới thiệu với các bạn về quá trình phát triển của ngành khai thác ngọc ở tại hoa liên nói riêng ở tại lầy loan nói chung và trong chuyên mục của tuần này thì khánh nhi cũng muốn tiếp tục giới thiệu với các bạn về câu chuyện liên quan đến ngành ngọc ở tại lầy loan không biết là các bạn đã từng nghe qua từ tụ yu Có nhiều bạn thì dịch thẳng qua âm hán Việt là đổ ngọc Nghĩ của cái từ này có nghĩa là cực đá quý hay là cực ngọc Nhưng mà người ta sẽ cực như thế nào Thì xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục của ngày hôm nay Để tìm hiểu về giá trị của ngọc cũng như là đặc tính của ngọc và để qua đó biết được là người ta phân biệt các loại ngọc như thế nào Cũng như là hoạt động về cực đá quý cực ngọc và sau đây thì xin mời các bạn cùng đón nghe cùng đi khám phá với Khiến Nhi nha Mà ngày nay khi mà nói về ngọc, nói về các loại cẩm thạch thì mình biết đây là một loại đá quý rất là có giá trị. Nhưng mà ngày xưa thì người ta định nghĩ như thế nào về ngọc, đá như thế nào thì được gọi là ngọc trong cuốn thuyết văn giải tự số dễ của ông hứa thận có từ thời đông hán và trong đây có giải thích ngọc tức là đá đẹp tức là chỉ cần là đá có cảm giác đẹp thì được gọi là ngọc tuy nhiên nếu như mà mình đi từ góc độ khoáng sản học á, thì chỉ có hai loại đá được gọi là ngọc một loại là ngọc cẩm thạch chê và một loại á, là ngọc bích nephrite ngọc cẩm thạch hay còn được gọi là ngọc cứng vì là có độ cứng thuộc nhóm khoáng vật pyroxene và loại ngọc này thường là có độ cứng hơn các loại ngọc thông thường với độ cứng là từ 6,5 cho đến 7 độ ngọc cẩm thạch mọi người cũng thường hay gọi là ngọc phỉ thúy ha thì thường là loại ngọc này được khai thác ở tại miền bắc của Myanmar và có thể nói Myanmar chính là một cái nơi mà có sản lượng ngọc cẩm thạch ngọc phỉ thúy nhiều nhất của thế giới thực ra thì ngọc cẩm thạch bắt đầu được du nhập vào Trung Hoa cổ cũng như là vào Lầy Loan vào thời kỳ nhà Thanh thì khi mà loại ngọc này được du nhập vào Trung Quốc thì cũng rất là được những vị quý nhân ở trong cung đình yêu thích. Cũng có rất là nhiều những cái tác phẩm liên quan đến ngọc cẩm thạch phỉ thúy này được lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Ví dụ một trong những cái tác phẩm rất nổi tiếng đó là bắp cải phỉ thúy, tức là Qing Chui Bai Yu Chai. Thay là một cái tác phẩm có hình là bắp cải được làm từ ngọc phỉ thúy và đến bây giờ vẫn đang được trưng bày ở tại Viện Bảo tàng Cố Cung của thành phố Đài Bắc. Và cẩm thạch thường là sẽ có màu xanh lục hay là màu trắng ra Cẩm thạch còn có thể xuất hiện các sắc độ khác nhau như là màu đỏ, màu xanh, màu tím, tùy thuộc vào thành phần của măng gan, sắt hay là chrome ở trong cẩm thạch. Ngoài cẩm thạch ra còn có một loại ngọc khác là ngọc bích. Trong tiếng Anh thì Ngọc Bích là nephrite ha. Thì Ngọc Bích còn có một cái tên gọi khác gọi là Ngọc Mềm. Thuộc nhóm khoáng chất m chủ yếu được tạo thành từ actinolite và tremolite Thì có cấu trúc sợi đan xen rất là chắc chắn, với độ cứng khoảng từ 5,5 cho đến 7 độ. Mặc dù được gọi là ngọc mềm, nhưng một số loại ngọc mềm còn cứng hơn cả ngọc cứng nha các bạn. Thì như tuần trước khi Nhi có giới thiệu với mọi người về Ngọc Phong Điền Phung Thiện Duy ở tại Hoa Liên của Lài Loan cũng là một loại ngọc mềm hay còn gọi là ngọc bích. Và ngoài ngọc Lài Loan ra, ngọc Hòa Điền Hỡ Thiện Duy ở tại Tân Cương cũng là một loại ngọc mềm. Nhưng mà sự khác biệt giữa uh, ngọc bích tức là ngọc mềm giữa Lài Loan và Tân Cương là ở chỗ. Ngọc ở Tân Cương là có hàm lượng sắt rất là thấp. Thường là ngọc sẽ có màu trắng tinh khiết và có độ bóng như là mỡ kiều, cho nên còn được gọi là ngọc mỡ kiều dẫn trì bãi y. Còn ngọc bích, ngọc mềm của Lầy Loan á, đại đa số là có cái hàm lượng sắt rất là cao, có màu sắc từ xanh lục cho đến xanh đen. Ngọc Lầy Loan thường là do có chứa khoáng chất crôm và sắt, cho nên thường là ngọc Lầy Loan sẽ có những cái đốm đen và cái vệt ở trên bề mặt. Có thể là trong mắt của những người buôn ngọc thì đây là một cái khuyết điểm. Nhưng mà đây thực ra cũng là một cái đặc điểm đặc trưng để mà nhận diện ngọc Lài Loan. Và ngọc Lài Loan thì thường là được chia thành ba loại lớn, gồm có ngọc bích thông thường, tức là phụ thông sản duy, ha, là một cái loại rất là phổ biến. Thì loại ngọc này là nửa trong, nửa đục và có độ sáng giống như là thủy tinh nhân tạo. Và một loại thứ hai là ngọc bích ánh sáp tức là la quăng sản dụ vì có cái độ sáng giống như là sáp cho nên đã được đặt tên là ngọc ánh sáp và trong đó là cũng bao gồm cả ngọc mỡ cổ tức là dạng chư bãi duy ở trong sách cổ nhưng mà ngọc sáp ở Lài Loan thì thường là có một cái màu xám xanh nhạt chứ không phải là trắng như là ngọc tân cương và một loại thứ ba nữa chính là ngọc bích mắt mèo tức là mau diện sản duy Tại vì cái loại ngọc này khi mà quan sát từ một cái góc độ nhất định thì sẽ trông rất là giống như là cấu tạo của mắt mèo rất là lạ và rất là kỳ diệu cho nên được mọi người đặt tên là ngọc mắt mèo đối với là những người mà thích sưu tầm và thưởng thức đá thì khi mà quyết định là có mua cái viên đá đó viên cẩm thạch đó hay không thì thường là họ sẽ xem xét cái chất liệu màu sắc hình dáng và ý nghĩa của ngọc có thể nói là sức hấp dẫn của ngọc là rất là vô tận trong tiếng Hoa có một câu nói là Y sử y sư Y y chén khuân là một viên đá là một thế giới Một viên ngọc là một vũ trụ Theo rất là nhiều người thì thế giới ngọc đá thật là huyền bí và vô tận Vào ngày xưa thì cộng đồng người Hoa đã rất là yêu thích ngọc quý và có thể nói là nền văn hóa sản sinh ra từ sự yêu thích đối với lại ngọc đá ngọc quý này đã thấm nhuần vào nền văn minh suốt mấy nghìn năm qua và hình thành nên một văn hóa ngọc độc đáo. Có rất là nhiều người khi mà nói đến văn hóa Ngọc ở tại Lài Loan á, rất là nhiều người cứ ngỡ rằng là văn hóa Ngọc là do người Hán đã mang đến Lài Loan. Nhưng mà thực ra, theo các ghi chép khảo cổ để lại thì vào thời kỳ đồ đá mới, Ngọc Lài Loan đã xuất hiện trong đời sống hàng ngày của con người, bao gồm như là các chuỗi Ngọc, hạt Ngọc, bông tay hay là vòng tay vân vân và cũng thường được trôn theo người đã khuất và đa phần các đồ trang sức bằng ngọc này được làm từ ngọc bích hay còn gọi là ngọc mềm như hồi nãy mình vừa giới thiệu ha tức là ngọc phong điền ở hoa liên mà các bạn biết không huyện hoa liên á, nằm ở tại phía đông của lài loan tựa lân vào dãy núi trung ương xanh tươi và hướng ra đại dương bao la cho nên đã hình thành nên những tài nguyên khoáng sản phong phú và kỳ vĩ trong thời kỳ mà người nhật bản chiếm đóng thì toàn bộ ngọc xanh đẹp đẽ trong thung lũng khu vực mỏ phong điền của hoa liên đã bị người nhật bản coi là đá thải thì thật ra trong tuần vừa rồi khiến nhi cũng có nói đến ha, tại vì hồi đó người nhật bản chỉ quan tâm đến mỏ ami ăn là có thể được dùng trong quân sự hay là công nghiệp cho nên họ cũng chẳng có thèm quan tâm đến mỏ ngọc ở bên cạnh cái mỏ ami ăn mà chỉ tập trung vào khai thác ami ăn mà thôi đến những năm 1950 thì một sinh viên ngành khai thác mỏ của trường kỹ thuật Lài Loan là ông Liêu Học Thành trong quá trình đi khảo sát mỏ ở Phong Điền Hoa Liên thì ông đã phát hiện ra những viên đá thải và sau khi ông mang về mài chúng thành những cái tấm mỏng để mà nghiên cứu thì cuối cùng ông xác định được đó chính là ngọc Lài Loan và sau đó đã thu hút rất là nhiều các công ty khai thác khác nhau đi đến khu vực phong điền của Hoa Liên để mà bắt đầu công tác là khai thác mỏ ngọc ở đây. Từ năm 1966 đã bùng nổ một cơn sốt khai thác ngọc kéo dài suốt hơn 10 năm và ngành chế tác ngọc Lầy Loan đã phát triển mạnh mẽ từ năm 1966 cho đến khoảng đầu thập niên 80 và sản lượng ngọc hàng năm của Hoa Liên của Phong Điền chiếm khoảng 90% sản lượng ngọc bích của toàn cầu lúc bấy giờ, giúp Lài Loan trở thành vương quốc về chế tác và xuất khẩu trang sức thế giới. Nói chung là quá trình từ đá thô cho đến ngọc đẹp, ngọc phải trải qua một cái quá trình mài dũ khó khăn để có thể biến đổi cũng như là giúp nó thăng hoa, đạt được một cái giá trị cao hơn. Và làm thế nào để mà chọn ra một viên đá thô có giá trị thì đó cũng rất là xem trọng đến cái kinh nghiệm cũng như là còn dựa vào rất là nhiều các công cụ và kỹ xảo khác nhau để khi mà vũ đá thô xong thì có thể thu hoạch được ngọc đẹp. Những năm gần đây trên mạng cũng thường hay xuất hiện cái từ đổ thạch tù sử tức là cực đá quý thì ở đây là một cái cụm từ thật ra đã có từ rất là lâu đời được xem như là một cái nét văn hóa lâu đời đã được hình thành trong giới làm đá làm ngọc. Cực đá quý được hiểu là việc bóc tách cũng như là xử lý các viên đá thu. Tại vì những cái viên ngọc được khai thác ở trong mỏ ra sẽ không phải là những cái viên ngọc thành phẩm sáng bóng mà mình thấy. Thường chỉ là những cái viên đá thu và bao quanh thì có những cái lớp sa kết tức là bên ngoài sẽ bám rất là nhiều những cái lớp khoáng chất khác nhau. Và do cái lớp bám bên ngoài này rất là dày Chỉ nhìn bằng mắt thường thôi Có thể là các bạn sẽ không biết được là Rốt cuộc cái viên đá quý ở bên trong cái viên đá thô này lớn cỡ nào Có thể là cái lớp vỏ ngoài thì rất là dày Mà cái viên đá viên ngọc ở bên trong Khi mà mình mở ra thì rất là nhỏ Hoặc là vị trí của ngọc ở trong cái viên đá thô này Cũng không phải là ngay chính giữa và khi mà mình cắt không đúng vị trí, có thể là sẽ cắt hư luôn cả viên ngọc, viên đá quý ở bên trong thậm chí là bên trong còn không có gì cả cho nên với rất là nhiều người việc mà chọn đúng một cái viên đá thô thì nó cũng giống như là một cái sự cá cược và những cái loại đá được dùng để cược thường là được bao bọc bởi các lớp xa kết rất là dày người thợ phải tỉ mẩn chặt ra để tìm ra những cái tinh thể đá quý có độ tinh khiết cao và việc chọn đúng đá thô này á cũng rất là xem kinh nghiệm của người thở, lại vì có thể là người ta sẽ dùng đèn để mà soi cái chất đá bên trong của đá thô phải dựa trên rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau, ví dụ như là độ hút đèn này, cảm quan về màu sắc này, chất rạn nứt này cũng như là các thớ hay là nẹp như thế nào này để qua đó xác nhận được là cái màu sắc của viên đá vị trí của phần ngọc cũng như là qua đó để có thể xác nhận được phần nào cái vết nứt vết rạn cho nên có thể nói là cái hành động cực đá quý này giờ là một cái việc làm giúp cho những người thợ trong nghề có thể giao lưu kinh nghiệm chia sẻ rủi ro và lợi nhuận khi mà chặt một viên đá chứ không phải là hoàn toàn dựa vào hên xui hay là may rủi. Nhưng mà người ta cũng nói ha, cái việc mà kinh nghiệm có thể nói là rất quan trọng. Hên xui may rủi nhiều khi cũng có quyết định phần nào, tại vì không ai có thể soi được 100% cái khả năng lành hay là sạch của một cái viên đá thô và cũng có rất là nhiều người có kinh nghiệm ở trong nghề nhưng mà thỉnh thoảng cũng sẽ thất bại trong việc chọn đá. Cho nên mới gọi là cược vì không phải lần nào mình cũng có thể trúng lớn, cũng có thể có những lúc là mình bị lỗ đó nha. Nhưng mà cũng có lẽ là vì vậy mà người ta lại càng thấy là việc cực đá này rất là thú vị. Và các bạn đừng có nghĩ là mình chỉ là mua một cái viên đá thu nho nhỏ thôi mà. Các bạn biết không, khi mà mua đá thường người ta là sẽ tính theo cân nặng Một kg là bao nhiêu tiền. Có thể một kg chỉ có cỡ khoảng chừng 100 tệ, 200 tệ hoặc là đối với lại những đá thô có khả năng là sẽ trúng lớn thì sẽ được bán với giá cao hơn như là 300 tệ chẳng hạn. Mà người ta có thể là sẽ bán cho bạn một cái tảng đá thô nặng cỡ khoảng 100 kg hay là nặng cỡ khoảng chừng 1 tấn thì khi mà mình mua cả 100 kg hay là một tấn như vậy thì cái giá tiền đó sẽ cao hơn rất là nhiều cho nên là khả năng gặp xui rủi cũng sẽ cao hơn rất là nhiều nha và ngày nay khi mà người ta cực đá có thể là người ta sẽ sử dụng thêm nhiều các công cụ phụ trợ khác nhau. Ví dụ như là có máy đo độ cứng để mà đo độ cứng của viên ngọc để xác định xem là nó có phải là ngọc nephrite hay không hoặc là người ta sẽ sử dụng máy quang phổ để mà phân tích các đặc điểm về quan học của ngọc và từ đó xác định cái thành phần khoáng chất và phát hiện các tạp chất của ngọc hoặc là cũng có thể sử dụng máy đo trọng lượng riêng hay là máy chụp ít quang máy đo nhiệt độ bản so màu vân vân tuy nhiên vẫn không ai dám đảm bảo một phần trăm là không có mua nhầm đá thô cho nên là rủi ro vẫn có và qua đó tự nhiên khiến Nhi nghĩ đến một việc, đó là trong những năm gần đây cũng có một số người là mở các phiên cực đá online để cho mọi người có thể tham gia. Nhưng mà nghĩ lại khi mà mình là người thật việc thật đi xem tận mắt và còn có thêm rất là nhiều những cái dụng cụ hỗ trợ này mà mình vẫn có thể là mua lầm thì huống chi là mình qua màn hình máy tính. Cho nên là nếu như mà các bạn nào mà muốn thử được cực đá thì nhớ suy nghĩ kỹ nha, để không có bị mất tiền oan và các bạn thân mến vừa rồi là phần giới thiệu về câu chuyện về Ngọc Lài Loan cũng như là cái hoạt động cực đá ở tại Lài Loan hy vọng là các bạn cảm thấy thú vị với đề tài này ha cảm ơn các bạn đã theo dõi bye bye